ăn đọt đu đủ với Tiên nha. Tiên có bẻ được một cái đọt đu đủ nè, và bữa nay mình sẽ ăn cùng với chén mắm. Mời cả nhà ăn đọt đu đủ chấm mắm với Tiên nha. Này nó bự quá, mình sẽ bẻ bớt mấy cái lá của nó cho dễ cầm nha cả nhà. Đây cái lá đu đủ nè. Đây. Bẻ bớt cho nó gọn cả nhà ơi. Đó, bây giờ thì nó chỉ còn cái này thôi. Đó. Mình sẽ lấy một miếng tỏi, một miếng mắm cho nó dính lên. Đây. Siêu giòn luôn cả nhà. Ngon quá. Cả nhà nghe tiếng giòn phải không? Nó ngon là nhờ cái chén mắm cả nhà. Đu đủ hay chỉ giòn thôi. Mà đặc biệt là mình bào cái vỏ rồi, mình ngâm nước đá, ăn nó giòn nó thơm mà nó không có bị đắng. Giống như là mình đang ăn gỏi đu đủ thi thi vậy đó cả nhà. Đây. Siêu giòn. Siêu giòn luôn cả nhà.